Hello, xin chào tất cả mọi người. Hai thầy sửa máy Vin Ngọc tiếp tục giới thiệu cho mọi người, đó là chiếc máy cắt bỏ đẩy tay sử dụng động cơ 2 thì. Sau đây mình sẽ review qua một số chi tiết của máy và hướng dẫn mọi người cách lắp đặt cũng như là vận hành máy. Kèm với máy thì sẽ có tay cầm, động cơ 2 thì sumo và các khớp nối cái xe. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp đặt. Trước tiên thì chúng ta sẽ lắp cái khớp nối này vào cái phần khung của bánh xe. Khi mà chúng ta đã để được các phần khớp vào với nhau thì chúng ta đặt cái phần động cơ lên. Sau đó là mình set up. Và mình đã hoàn thiện xong cái phần khớp nối để lắp vào phần động cơ và bánh xe. Và tiếp theo thì mình sẽ lắp cái phần khớp nối này giữa tay cầm và bánh xe. Cái khớp nối này thì nó sẽ là các cái nấc chỉnh cao thấp của tay cầm. Mọi người muốn chỉnh theo cái chiều cao hay là cái chiều cao tay cầm mọi người thì mọi người tùy chỉnh nhá. Đây là sẽ có 4 nấc. Tiếp theo sẽ là phần tay cầm. Thì nó cũng nắp cũng kiểu cái công dụng của cái phần này nó cũng tương tự như cái phần trước. Thì nó cũng là chỉnh cái phần cao thấp cũng như là độ nghiêng của cái phần tay cầm mọi người cầm. Và mình đã hoàn thiện xong cái phần nắp khớp nối giữa tay cầm và phần động cơ và bánh xe. Và tiếp theo thì mình sẽ vắt nắp cái phần ga của máy nhá. Trước khi nắp thì mọi người tháo cái ốp của cái chế ra. Và tiếp theo thì mình sẽ lắp cái phần đầu bò của cái phần lưỡi cắt. Mọi người căn chỉnh nó đã thẳng rồi thì mọi người set up nè. Tiếp theo mình sẽ lắp cái phần cái cần này sẽ được lắp vào đây để chống rung máy. Khi siết được 4 cái ốc vào các cái phần re của nó thì mọi người dùng cái nục giác để siết ốc này cho chặt. Tiếp theo mình sẽ lắp cái phần lá chắn. Lá chắn này công dụng của nó là giúp để chắn những cái cỏ hay là những cái vụn đất nó bắn ngược về chúng ta. Trước khi mọi người lắp cái phần lưỡi thì mình sẽ lắp cái phần gọi là phần bát cước. Thì sẽ tháo những cái bộ phận này ra thì dùng để lắp cái bát cước vào.
khi mình lắp cưa vào trong cái van xong thì mình sẽ lắp vào cái phần đầu bò. Giữ cho cái trục bị xoay để mình tháo ra. Và mình đã hoàn thiện xong cái phần nắp đặt của máy. Cái phần nhiên liệu dùng để khởi động máy thì sẽ là sử dụng xăng. Thì xăng này thì sẽ được pha với lại nhớt, đó là nhớt hai chì. Đây, mình đổ đến cái vạch 5. Thì bên này nó cũng tương tự như thế, đổ đến cái vạch đây. Nó bên trên là vạch này thì mình sẽ đổ đến vạch này. Khi mà mình đổ xong thì mình sẽ bơm xăng. Bơm xăng thì ở dưới đây sẽ có một cái núm, mình sẽ bơm xăng lên. Mọi người bơm thì mọi người để ý nha, khi mà nó đã thì núm nó được gần đầy xăng rồi thì mọi người ngừng, tránh trường hợp làm bị sẵn xăng. Vì đây là máy mới thì trước khi mọi người khởi động thì mọi người sẽ gạt cái gió lên. Khi mọi người gạt gió lên thì bắt đầu mọi người sẽ bấm công tắc giật nổ. Và sau đó là khi mà nó đã nổ rồi thì mọi người đóng xuống. Thì đây là mình sẽ bật công tắc lên. Máy mới thì nó sẽ dẫn nổ sẽ vài cái được. Khi mà máy đã nổ rồi thì mọi người là đóng vào xuống. Vừa rồi là mình đã hoàn thành phần lắp đặt của máy. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.